bạn chị em, buổi sáng hôm nay chủ nhật đầu năm, thay vì chúng ta có hai người, một người giảng một người thông dịch, nhưng hôm nay thì sẽ có bài giảng bằng tiếng Việt nhưng một slide chiếu lên thì bằng tiếng Anh. This morning we will do differently. You follow my sermon outline in English, and I will preach mainly in Vietnamese, so that we will have the time shorter. Thank you so much. Tập luyện đời linh là một đề tài rất là cần thiết cho mọi đời sống của chúng ta, không phải chỉ chủ nhật đầu năm. Tuy nhiên, chủ nhật đầu năm thì tôi thích nói về tập luyện. Để rồi chúng ta cần biết những gì chúng ta cần phải tập luyện ở trong năm mới này. Thế mà em cứ mỗi năm đó, đêm giao thừa rồi bắt đầu một ngày mới, New Year's Day đó, mọi người thường nói chuyện về New Year's Resolution, là hạ quyết tâm để mình làm gì trong năm mới. Thì người Mỹ đó luôn luôn họ đặt những cái điều này trong đời sống của họ mỗi năm. Thứ nhất là họ dành thời giờ cho gia đình và người thân nhiều hơn. Có nghĩa là năm cũ ít quá, cho nên năm mới nhiều hơn. Rồi họ tập thể dục nhiều hơn, bởi vì trong năm cũ thì lười công việc này. Thứ ba là họ hút thuốc. Thứ tư là tận hưởng đời sống của mình nhiều hơn, bởi vì nếu mà làm việc nhiều quá mà không biết tận hưởng, đến khi mà muốn tận hưởng thì không có sức khỏe đi đi đó cũng như không. Thứ năm là bỏ uống rượu. Thứ sáu là trả nợ, cố gắng trả cho hết nợ. Chúng ta sống ở tại đây, chúng ta biết rằng ai cũng có thiếu nợ, hết nợ này để nợ kia, nhưng cái mục tiêu là cố gắng trả cho hết những cái nợ của kẻ tiếp dụng, đó là điều cần thiết. Số 7 là hãy học một điều mới. Thứ bảy chị em, đây là điều rất hay. Năm mới phải cố gắng học điều mới, learn new thing. Rồi số 8 là hãy giúp đỡ người khác, hãy biết giúp đỡ một người nào đó. Số 9 là phải biết gọn gàng, lớp lang, có tổ chức hơn, có trật tự hơn. Như tôi thường kể một câu chuyện, và tôi đến thăm một đến thăm tín hữu. Chị ta nghe nói mục sư muốn đến thăm, chị ta la: không được mục sư, nhà bề bộn lắm. Mà sao bề bộn? Kể từ khi đứa con út của em chào đời thì nhà bề bộn vô cùng. Tôi hỏi như vậy chắc út của chị được bao nhiêu tuổi? Dạ được 11 tuổi rồi. 11 năm vẫn còn bề bộn, cho nên bây giờ là phải get organized, phải gọn gàng ha, có tổ chức chút xíu. Số 10 là tâm linh, phải trở lại trong mối liên hệ với Chúa, đọc kinh thánh nhiều hơn và đi thờ phượng Chúa một cách trung tín nhiều hơn. Rồi đó là những cái điều mà ta đề nghị trong năm mới. Nhưng mà thường thường mà nói rằng cái điều đề nghị này người ta thực hành được tuần thứ nhất, tuần thứ nhì, đến tuần thứ ba là họ bỏ cuộc. After 3 weeks là họ give up những cái revolution. Cho nên một tài liệu nói rằng nếu bạn có thể làm được 6 tuần những điều này, các bạn cố gắng làm tuần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đến tuần thứ sáu thì hình như bắt đầu trở thành cái thói quen của mình, làm việc trở thành cái thói quen. Tập luyện tấm lòng, chúng ta hôm nay sẽ học hai điều: tập luyện tấm lòng và sau đó là tập luyện đời linh. Chữ tập luyện hay là luyện tập cũng cùng một ý. Ở đây chúng ta nghĩ ở trong câu 11 và câu 16, sứ đồ Phaolô nhắc nhở: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Đây là người lớn tuổi nhắc nhở người trẻ tuổi là Timôthê, một sư trẻ tuổi: chớ để người trong hội thánh hay là người ở ngoài cộng đồng khinh con vì con là một người hầu vị Chúa trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nên làm sự yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín đồ. Như vậy là chúng ta thấy có một số điều chúng ta cần cùng nhau suy gẫm trong buổi sáng hôm nay, để xem những điều nhắc nhở Timôthê nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Chúng ta thể thấy ở trong Kinh Thánh chắc như vậy. Tiếng Anh chiếu lên tiếng Việt tôi đọc ở đây: đó là những điều con phải khuyên bảo và dạy dỗ. Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín đồ. Con hãy chú trọng đến việc đọc Kinh Thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến. Rồi chúng ta đọc tiếp ở trong câu 14: đừng xa lãng ân tứ ở trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Hãy thực hành và chú tâm vào những việc này để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con. Hãy kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con đều được cứu. Những lời nhắn, những lời khuyên nhủ, nhắc nhở này thật là
thật là quý báu, phải không thưa quý bà anh chị em? Ước gì trong đời sống chúng ta luôn có một người mentor, một người tư vấn, một người cố vấn, một người đi trước góp lý nhắc nhở mình để hầu vị Chúa, để theo Chúa một cách tốt đẹp. Chúng ta sẽ để ý có bốn khía cạnh ở trong điểm thứ nhất, tập luyện tấm lòng ở đây. Đầu tiên là gìn giữ tấm lòng. There are four things that we can learn together according to the first point of my sermon. Guard your heart is number one here. Guard your heart, tập luyện tấm lòng. Tấm lòng chúng ta tìm thấy ở trong câu kinh thánh Châm ngôn. Châm ngôn ở đây nói về gìn giữ tấm lòng. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Tấm lòng của mình. Điều gì có một con rất hay: dò sông, dò biển dễ dò, nào ai lấy nước? Đó là người. Cho nên chúng ta cần phải gìn giữ tấm lòng của mình. Bài hát của bài hát dẫn khi nãy bài hát sau cùng có một bài hát nhắc nhở thay đổi tấm lòng mới. Và cái câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 51 câu 10 là câu rất là quan trọng mà tác giả của bài hát thay đổi trái tim của con dựa vào đó để sáng tác bài hát đó. Cần có một tấm lòng trong sạch, cần có một thần linh ngay thẳng trước mặt Chúa. Và David đã viết Thi Thiên này sau khi ông đã phạm tội, và ông cần phải làm ngay thẳng lại cái mối liên hệ với Chúa và những cái trái tim của ông. Lúc trước ông đặt trái tim là cho Chúa, nhưng sau đó ông hướng về một người nào đó khác. Bây giờ xin Chúa nhắc nhở ông để ông đem trái tim mình lại để đặt đúng vị trí đối tượng là thờ phượng Chúa, yêu kính Ngài. Cũng vậy trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng đặt trái tim để một chỗ nào đó. Những nhạc sĩ họ sáng tác những bài hát Trái Tim Mùa Đông, Trái Tim Ngục Tù, nhưng mà có một bài hát để là Trái Tim Bên Lề. Còn không hiểu Trái Tim Bên Lề muốn nói gì. Ở đây nhắc nhở chúng ta trái tim phải hướng về Chúa để được gìn giữ lòng trong sạch, đẹp lòng Chúa. Điểm thứ nhì chúng ta để ý đây là chú tâm những giá trị vĩnh cửu. Secondly, focus on eternal things. Chúng ta tìm thấy ở trong Colossae 3 câu 2: hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Ở trong Kinh Thánh thì dùng cái chữ là set your minds on things above. Như vậy, hãy chú tâm những điều ở trên trời. Ở trên trời. Như vậy, những điều có giá trị ở trong cõi đời đời. Mà muốn biết những điều có giá trị ở trong cõi đời đời, chúng ta phải đọc lời Chúa. Ở thánh chúng ta đã đọc xong Tân Ước, bây giờ bạn em đang đọc Cựu Ước. Và có người hỏi tôi là khi mà đọc hết Cựu Ước thì làm sao nữa mục sư? Thì mọi người đang đọc trả lại tiếp tục nữa. Đọc đi đọc lại để có lời Chúa, giấu lời Chúa trong lòng của chúng ta. Như vậy, chúng ta có lời Chúa, chúng ta hướng về những điều ở trên trời, những giá trị vĩnh cửu. Rồi, điểm thứ ba, ở trong sự tập luyện tấm lòng, chúng ta cần phải chọn điều đẹp lòng Chúa. Choose things that please the Lord. Thường thường chúng ta sống, chúng ta dễ muốn làm vui lòng người, làm hài lòng người. Chúng ta để ý người ta buôn bán trong các cửa hàng tiệm, vui lòng khách đến mà vừa lòng khách đi, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Ở tại Sài Gòn Mo, trong thành phố chúng ta có một cái tiệm phở Như Ý. Nếu mà ăn không ngon thì mình đi ra mình lắc đầu mình nói sao? Hết ý. Như Ý. Hết ý. Rất dễ con người chúng ta làm theo ý của người khác. Chúng ta thường theo cái common sense, là cái sự coi như là mọi người nghĩ như vậy thì tôi phải đi theo như vậy. Ở đây Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta phải xét điều chi làm đẹp lòng Chúa. Find out what pleases the Lord. Đó là điều mà con dân Chúa có bổn phận phải để tâm đến. Chọn điều đẹp lòng Chúa. Chọn điều đẹp lòng Chúa mà chị. Mình dễ làm theo ý của mình, ý của người khác, ý của ma quỷ, nhưng hãy chọn làm theo ý của Chúa. Và đó là điều trong năm mới chúng ta phải gắn hết sức để cùng làm điều này. Thông thường hội thánh nào cũng có nan đề, cũng có sự xung đột tư tưởng giữa các lãnh đạo với nhau, từ ban chấp sự rồi từ ban chấp hành rồi từ mục sư với tất cả các ban ngành, các trưởng ban ngành. Nhưng mà nếu tất cả đều để ý của mình qua một bên hết và để
lời của Chúa, soi dẫn, làm theo cái ý của Chúa, thì công việc sẽ được mang phước, Chúa ban phước rất là nhiều. Ở đây chúng ta tìm thấy Philip ở trong chương 4 câu 8. Ở trong chương 4 câu 8, chúng ta biết những khía cạnh nào chúng ta cần nên để tâm đến, để chúng ta biết rằng đây là điều đẹp lòng Chúa. Chúng ta để những câu hình ảnh này. Cuối cùng, thưa anh em, hãy điều chi chân thật, điều chi đáng trọng, điều chi thánh sạch, điều chi công chính, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng hiểu dương, nói chung là điều gì đích hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Như vậy, khi sứ đồ Phaolô gửi lá thư này cho hội thánh Philip, không phải là chỉ nghĩ đến trong tư tưởng, nhưng mà ông còn cái câu kế đến nữa trong câu 9 câu 10: anh chị em hãy làm đi, đừng chỉ suy nghĩ trong tư tưởng mà nữa, nhưng mà hãy làm đi, do it. Và đó là điều mà chúng ta cần phải quyết tâm trong năm mới này. Thưa ngoài kia, có thể chúng ta biết kinh thánh nhiều, chúng ta thuộc nhiều câu kinh thánh, nhưng mà nếu không có thực hành thì sẽ bị quên đi. Cách tốt nhất là hãy thực hành lời Chúa. Để chúng ta để cái điểm thứ tư ở trong phần thứ nhất tập luyện tấm lòng ở đây. Number four in my first point of the sermon is look around you. Nhìn xung quanh. Chúng ta để ý Chúa Giêsu khi thi hành chức vụ thì Ngài cũng là người luôn luôn để tâm đến những gì xung quanh Ngài. Kể cả Chúa đi trước rồi có người đi theo sau, Chúa biết rõ người đó đang có nhu cầu gì. Có người nghĩ rằng chỉ cần cái tay ta rờ cái mặt áo của Chúa thì được chữa lành, Chúa biết người đó là ai. Cho nên Chúa Giêsu của chúng ta là đang nhìn thấy tất cả mọi người, nhất là những người có nhu cầu tìm kiếm Chúa. Chúng ta để ý Chúa Giêsu nhìn xung quanh như thế nào. Chẳng phải các con nói còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao, nhưng ta nói với các con, hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Thường mình đọc nhanh lắm, mình đọc xem cánh đồng đã vàng, nhưng tôi thấy chỗ này đặc biệt để cái chữ là những cánh đồng. Nó không phải là một cánh đồng mà là những cánh đồng. Trong chúng ta ngồi đây, chúng ta có nhiều trách nhiệm, chúng ta có cánh đồng của mình. Mỗi hội thánh ở tại vùng Dallas cũng có cánh đồng, ở tại Grand Prairie cánh đồng Grand Prairie, ở tại Arlington cánh đồng Arlington, Forward cánh đồng Forward. Nhưng chúng ta ở tại Dallas, chúng ta có cánh đồng ở Dallas. Tuy nhiên chúng ta ở sống ở nhiều khu vực khác nhau, hãy nhớ cánh đồng của mình vẫn là tại Dallas. Ông bà chị cánh đồng đi truyền giáo ở tại nước này, ở tại nước kia, 2 tuần 3 tuần 4 tuần, nhưng ở nơi đó không phải là cánh đồng của bà chị, nơi đó cánh đồng của những giáo sĩ, của những người khác. Mình đến mình cộng tác với họ, mình cũng có thể để trái tim mình vào cánh đồng.